Alo, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện cái sửa chữa một cái bo mạch sạc inverter. Cái đời này thì chúng ta hiện nay xài rất nhiều, cho nên là chúng ta sẽ làm thật kỹ để cho chúng ta các bạn có thể là tìm hiểu và các bạn có thể sửa chữa những cái bo đời như thế này. Thì đây là sáp đời ga 410, hiện nay trên thị trường rất thông dụng và nó cũng hư rất nhiều. Lý do là hư rất nhiều thì trên thị phần người ta xài nhiều thôi, chứ cũng không phải là hãng người ta làm dở. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt một cái câu hỏi cho mấy bạn á, là khi mà các bạn sửa bo mạch, khi mà các bạn sửa bo mạch thì khi một cái bo hư thì họ gửi cho chúng ta hoặc là nhân viên của chúng ta gửi ở nhà khách về cho chúng ta những cái bo như vậy. Nó nói với chúng ta một cái câu rất đơn giản, cái đuôi nóng nó không có chạy gì hết, sửa cho khách đó. Như vậy thì nếu như chúng ta gặp một cái bo mà chúng ta như vậy thì chúng ta sẽ sửa như thế nào, chúng ta đầu tiên chúng ta làm những cái gì? Các bạn cũng hay hỏi 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 mình, hoặc là một số học trò nó hỏi thầy 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 vậy, theo như thầy thì những cái bo này chúng ta sẽ làm cái gì để chúng ta sửa nó, đúng không? Đúng không? Làm cái gì để chúng ta sửa nó? Đây là một cái câu hỏi truyền kiếp mà ai cũng gặp qua, hoặc là các bạn thợ cũng vậy nữa. Các bạn gặp cái bo như vậy thì các bạn sẽ sửa như thế nào, làm như thế nào? Thì đây là cái số điện thoại của các khách hàng mà họ đem tới cho chúng ta. Thì họ đem tới chúng ta thì họ kêu đây, các bạn thấy không? Đây cái số điện thoại đây. Các bạn có thể gọi trực tiếp cho khách coi có phải là cái bo này khách đem lại hay không. Tại vì mình đa số là những cái bo khách đem lại thì mình đều ghi số điện thoại trên cái bo cả. Cái việc đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta nhận một cái bo sửa chữa thì chúng ta cần phải mở nó ra. Đó. Chúng ta sẽ mở nó ra. Chúng ta cần phải mở ra. Chúng ta phải mở nó ra. Để chi để đây kia các bạn nên nhớ rằng có một số cái đời bo nó có thằn lằn hả gì dưới, hiện nay thì rất là nhiều. Những cái bo mà có thằn lằn nó chui vô, nó chết ở dưới, nó chặt ở dưới. Thì khi đó thì chúng ta khi mà chúng ta nếu như mà bình thường nó còn ngáp ngáp, chúng ta cắm điện vô mà nó chập nặng hơn thì chúng ta đền bo cho khách, đó là rất là oan chúng ta. Cái bo ví dụ như có nguồn mà bây giờ nó chập là mất nguồn thì đó rõ ràng là chúng ta phải đền cho khách, đó là điều luật đương nhiên rồi. Chúng ta mở ra thì lúc đó thì các bạn sẽ nhìn một cách tổng quan trước. Đây là một cái bước đầu tiên khi mà chúng ta muốn sửa một cái bo mạch. Chúng ta cứ làm từ từ. Đây bo mạch tất cả còn nguyên zin, còn nguyên zin toàn bộ hết. Như vậy chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ chữa. Như vậy thì nó không có thằn lằn sùng hay gì hết. Thì chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ sửa chữa đây. Đầu tiên thì các bạn sẽ thử đo những cái lai nguồn, hoặc là chúng ta cấp nguồn cho nó. Thì trên cái bo sáp của chúng ta thì có hai sợi dây màu màu xám, màu xám. Thì chúng ta đây hai sợi dây này là nó sẽ nói cho chúng ta là cuộn gì, gọi là cuộn xeo. Chúng ta sẽ gắn vào cuộn xeo và chúng ta sẽ cấp cho nó điện cho nó. Các bạn nhớ là qua bóng đèn bảo vệ quá tải, mình nói đi nói lại rất nhiều lần về cái vụ bóng đèn bảo vệ quá tải. Các bạn cứ comment, các bạn hỏi thầy ơi làm sao để làm một cái hệ thống bảo vệ quá tải hay là một cái đèn bảo vệ quá tải, chất ra nó khó khó không các bạn. Mình chỉ vẽ là chút xíu cho các bạn xem vấn đề bảo vệ quá tải. Đó là các bạn đi mua một cái bóng đèn 200W về á, các bạn đi mua một bóng đèn 200W thì các bạn đấu vô thôi chứ đâu có gì phức tạp đâu. Mình sẽ vẽ cho mấy bạn xem cái cách mà mình làm cái bóng đèn bảo vệ quá tải. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ mua một cái bảng cáp lô điện, đúng không? Mua một cáp lô điện thì chúng ta sẽ có một cái đồ cắm điện, hoặc là cột cái đồ cắm điện hay một cái gì đó, đúng không? Rồi các bạn về, các bạn sẽ có hai sợi dây, các bạn chia ra cho vô cái CB các bạn, cái CB hay gọi là automat. Rồi các bạn chiếu CB thì ở trên đây chúng ta sẽ qua một cái bóng đèn 200W. Rồi chúng ta ra một cái kẹp cá sấu, đâu cái kẹp cá sấu thế thôi. Để chi? Để khi mà chúng ta cấp vô cho cái bo mạch, đây là cái bo mạch của chúng ta. Khi mà chúng ta cấp vô cái bo mạch mà lỡ mà cả cái bo mạch nó chạm chập thì cái bóng đèn này nó sáng lên. Cho nên là cái này gọi là cái đèn bảo vệ quá tải thôi, chứ cũng không có gì mà phức tạp trong cái vấn đề mà chúng ta cần phải nói cao sang gì cả. Hình như là các bạn đang xem live Facebook thì nó sẽ không thấy được lớn, đúng không? Để mình kiếm một cái cây viết, mình sẽ vẽ nó lớn lớn cho các bạn xem. Đây ha. Tại vì khi mà mình đang đang quay video cho mấy bạn thì mình cũng cũng quay trực tiếp ở bên Facebook á, cho nên là để mình vẽ cái lớn lớn cho mấy bạn xem bên Facebook. Các bạn xem ha. Ok. Rồi chờ mình chút xíu ha. Đây mình sẽ vẽ lại cho mấy bạn xem bằng dây viết lông. Thì các bạn sẽ có hai sợi điện L và N, đúng không? Đây là L, đây là N. Rồi các bạn sẽ mua cho mình một cái CB, cái CB. Thì cái CB này sẽ qua cái đèn bảo vệ quá tải. Chúng ta sẽ nối tiếp với một cái bóng đèn 200W là chúng ta ra một cái đầu cắm điện. Thế thôi. Đúng chưa? Là chúng ta sẽ cấp vô cho cái bo mạch. Ok. Ở đây chúng ta có một cái công tắc. Có một cái công tắc để chi các bạn? Để khi mà chúng ta thử máy không bị chậm chập ha các bạn ha. Rồi, chúng ta cấp vô cho một cái bo.
Nếu như cái bo này có xảy ra sự cố chạm chập á thì bóng đèn này nó sẽ sáng lên. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái bo này chúng ta đang bị chạm chập đó. Vậy các bạn có thể hiểu được cái chỗ này không? Rất đơn giản và rất là mà ai cũng có, bạn nào cũng có thể làm được cái vấn đề này hết ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ha. Vậy chúng ta sẽ cấp điện vô cho cái bo. Thì đối với cái bo đời sáp này các bạn nên nhớ là nó sẽ có một cái đèn báo nguồn. Để báo nguồn, nếu như mà chúng ta không có cảm biến thì nó sẽ chớp lỗi 5 lần ha. Chúng ta xem nó có như vậy không. Okay, ha. Rồi cái đèn báo nguồn, rồi chúng ta đo thử xem. Ok ha. Rồi các bạn chú ý nha, mình làm rất chậm. Các bạn có thể theo dõi, các bạn có thể làm theo và chắc chắn các bạn thành công 100%. Bạn nào có nhu cầu học nghề có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của mình là 093 115 7788 nha các bạn nha. Các bạn có thể học nghề tại 861/61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh nha. Chúng ta sẽ mở nguồn. Rồi, chúng ta sẽ mở nguồn, chúng ta đo thử xem có 2.2 không hay gì ha. Rồi chúng ta mở nguồn nha các bạn nha, mở nguồn. Ok chưa? Rồi chúng ta mở nguồn. Thì khi chúng ta mở nguồn xong rồi chúng ta sẽ đo xem cái đầu vô có 2.2 không. Ok chưa? Đầu vô có 2.2 không? Chúng ta đo nha. Rồi thang AC 2.2. Đây 2.2. Ok cho mấy bạn. Rồi chúng ta sẽ đo xem là cầu diode có 2.2, có 300V thì chúng ta phải lật cái mạch lại. Các bạn nhớ, lúc này cái bo chúng ta đang có điện nha, đang có điện do trụ nguồn nó còn tích dữ nha các bạn nha. Các bạn phải cẩn thận. Như vậy chúng ta sẽ đo ngay chỗ đầu trụ nguồn xem có điện áp 300V không. Nếu như mà nó xả hết thì không sao cả. Đây chúng ta đo thử xem nha các bạn nha. Các bạn thấy không? Nếu như các bạn đụng cái bo mạch trong điều kiện này thì nó sẽ giật cho các bạn để xả trụ. Cho nên trong điều kiện này thì các bạn phải lấy bóng đèn bảo vệ quá tải hoặc là một bóng đèn gì đó mà chúng ta xả cái điện áp đi. Nhớ các bạn không được xả bằng tua vít. Nếu như các bạn xả bằng tua vít thì nó sẽ làm cho con trụ này bị hư hỏng đi, nó sẽ làm giảm giá trị điện dung của con trụ đi. Đó, chúng ta cặp như vậy được chưa các bạn? Ok rồi, giờ chúng ta sẽ đo tiếp là 5V, 12V, những cái còn lại ha. Đây các bạn xem nè, ở đây trên cái bo mạch chúng ta thì có điện áp là 5V, 15V, có nè các bạn thấy không, 5V nè, 12V nè, 15V nè. Mát thì các bạn có thể lấy chân giữa của IC7805. IC7805 là một con họ IC ổn áp, thì một vào hai mát ba ra đối với trường hợp của cái con loại mà có cái lỗ bắt ốc các bạn ha. Có cái lỗ bắt ốc này, đây có lỗ bắt ốc. Đây chúng ta sẽ vẽ nè. Những cái video mình làm thì mong rằng các bạn ủng hộ, tại vì mình làm những video là mong cho những cái bạn mà bước chập chững vô nghề để chúng ta học, chứ không phải là làm cho những bạn thợ chuyên nghiệp nha. Nếu như chợ chuyên nghiệp các bạn có thể xem những video khác của mình ha. Rồi như vậy thì đối với con 7805 á, thì cái con này nó có cái lỗ bắt ốc, cái lỗ bắt ốc thì các bạn sẽ đọc được cái số trên nó 7805, các bạn đọc được cái chữ số thì chúng ta sẽ có ba chân đúng không. Chân này là chân gọi là điện áp vào, chân này là chân mát, chân này chân điện áp ra, gọi là một vào hai mát ba ra. Đây là chân số 1, đây là chân số 2, đây là chân số 3. Người ta nói là một vào hai mát ba ra có nghĩa là như vậy đó các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ đo xem có điện áp không, chân điện áp vào, điện áp hai ra đúng không ha. Ok, như vậy là con 7805 nằm đâu đây, đây các bạn. Ok chưa, đây 7805 hoặc là 7815. Nếu như mà họ 78 thì các bạn nên nhớ là 7805 thì điện áp ra sẽ là 5V, 7815 thì điện áp ra sẽ là 15V. Đây các bạn thấy chưa, đây chúng ta sẽ để lớn lên cho các bạn xem, thay đổi cho 7805 chưa ha. Ok, phóng lớn cho các bạn xem đây. Đây các bạn. Ok chưa? Một con linh kiện thì các bạn chớ có bật rồi bẻ đi bẻ lại nhiều lần thì nó sẽ làm cho chúng ta sẽ gãy chân các bạn ha. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ bật điện lên rồi chúng ta sẽ đo xem 7805 nó có điện chưa. Ok. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn nha, mở nguồn. Đây là một cái mà chúng ta bắt đầu làm từ đầu, cho nên các bạn xem nếu như có phát sinh thì chúng ta sẽ sửa luôn trên phát sinh. Rồi chúng ta sẽ mở nguồn ra đây. Rồi chúng ta sẽ đo điện áp vào, điện áp ra. Như vậy là chân giữa của 7805 và 7815 đồ là chân giữa nó đều là 0V. Như vậy chúng ta sẽ đo thử xem chân giữa bên đây và chân giữa bên kia. Đây các bạn xem nha, đây chân giữa nè, chân giữa. Đây là bên đây nó để là điểm 15V. Các bạn đo có 15 không? Chỉ có được 1V bên đây. Bên đây là 3.2V. Như vậy là con 7815 này nó có sự cố gì, nó chạm chập làm cho nó bị rơi nguồn xuống, rớt nguồn xuống một cái mức volt rất là thấp. Như vậy thì cái hướng sửa chữa chúng ta sẽ như thế nào đây? Chúng ta làm sao mà chúng ta khôi phục lại cái điện áp 15V cho nó. Ok ha. Rồi, như vậy các bạn sẽ hỏi mình một câu tiếp theo là như vậy làm sao khôi phục được điện áp 15V?
các bạn có rất nhiều cái câu hỏi mà làm sao làm sao làm sao, đúng không? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa những cái làm sao của mấy bạn đây. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, rồi chúng ta sẽ phân tích điện tử, chúng ta gọi là điện tử thực hành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta nói tới đâu là chúng ta phải làm tới đó, chứ chúng ta không phải là chúng ta nói mà chúng ta không làm. Và chúng ta sửa là sửa trên mạch có điện, chứ chúng ta không sửa trên cái dạng mà không có điện nha các bạn nha. Tại vì sửa trên cái dạng không có điện chúng ta chỉ là nói cho nó có lợi cho vui thôi, chứ trên mạch chúng ta có điện mà, chúng ta phải sửa trên nền tảng có điện. Rồi chúng ta phân tích tới đâu chúng ta sẽ sửa chữa tới đó. Như vậy thì đối với một số đề bo, đối với một số đề bo thì chúng ta thấy cái vấn đề là gì các bạn? Cái nguồn mà 15V á, đây chúng ta sẽ vẽ ra nguồn xích chinh, nguồn thứ cấp của xích chinh, đây là nguồn sơ cấp, đây là nguồn thứ cấp của xích chinh, nguồn thứ cấp của xích chinh, đúng không các bạn? Ở đây thì nó sẽ có tụ lọc nguồn dài vô 7, 8, 15. Chúng ta vẽ ra sơ đồ của nó luôn, 7, 8, 15 này sẽ cấp nguồn cho cái gì các bạn? Thì thông thường trong một cái mạch inverter á, thì các bạn chú ý một số cái điều kiện của nhà sản xuất. Ví dụ như là đường 5V thì chỉ nuôi cho vi xử lý, 12V sẽ nuôi cho mạch động lực của relay, relay chẳng hạn. Còn 15V thì đa phần là cho inverter, công suất inverter. Còn 18V thì nó sẽ cho về thuộc là lĩnh vực, ví dụ như là nồi cơm điện cao tầng hay cái gì mà liên quan tới IH á, là cao tầng. Thì những cái đó thì nó hay xài là kêu điện, cái dùng điện 18V, đúng không? Rồi như vậy thì chúng ta xem 15V như vậy thì nó sẽ cấp cho cái nào. Thông thường thì 15V sẽ cấp cho IC công suất. Thì trên cái bo của chúng ta nó hiện nay đã có hai con IC công suất. Thứ nhất là con IC công suất cho quạt, con IC công suất cho quạt 3 pha cho motor quạt 15V. 15V sẽ cấp cho quạt. Rồi thứ hai là 15V sẽ cấp cho IC công suất điều khiển cho máy nén, cho máy nén cũng là một dạng hình thức motor nhưng mà để chữ là máy nén, máy nén rồi cũng là cấp cho 10, 15V cấp cho máy nén. Như vậy các bạn sẽ hỏi mình là như vậy thì làm sao mà bạn xác định được 15V nào cho máy nén và 15V nào cho cây quạt. Ok, đây là câu hỏi mà các bạn sẽ hỏi mình tiếp theo. Anh làm sao anh xác định được cái nào cho máy nén và cái nào cho cây quạt, đúng không? Đây 15V cho cây quạt. Rồi ok, như vậy thì cái sơ đồ của chúng ta làm ra, chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ làm coi đúng không. Như vậy 15 sức công suất cho quạt. Như vậy thì nếu như bạn muốn sửa chỗ này, việc đơn giản nhất là bạn có thể thì lấy cái con 7, 8, 0, 15 này ra khỏi mạch được không? Nếu như bạn lấy con 7, 8, 15 ra khỏi mạch mà chỗ này, đúng không, mà chỗ này nó có điện áp dâng lên thì 7, 8, 15 chỗ này là chúng ta bị chậm. Còn phương án thứ hai là bạn có thể đo ôm, các bạn có thể đo ôm hai đầu cộng trừ, dùng một cái đồng hồ các bạn có thể đo ôm hai đầu của cái line này xem có phải là do cái thằng này nó bị chậm làm cho kéo nguồn xuống không, để chúng ta sẽ thử xem. Tại vì điện tử của chúng ta là điện tử thực hành nên chúng ta khi chúng ta nói tới đâu là chúng ta phải chứng minh điều đó cho tới đó. Như vậy thì cái con 7805 thì là chân số 1 là chân điện áp vào, chân số 2 là mát, phải không? Và chân số 3 là điện áp VOUT. Mình làm những video là mong cho các bạn học thêm được một số kiến thức hoặc là tiếp thu được một số kiến thức đối với những bạn đã biết một phần rồi. Thì khi đó các bạn sẽ đo cộng trừ ngay chỗ chân OUT, tức là chân 3 và chân số 2. Đây là chân số 3 và chân số 2. Xem thử xem là nó có ôm không, nó có kỷ lục ôm không hay như thế nào, chúng ta thử xem nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ để y nguyên vậy. Thì các bạn thấy là đây là chân số 2, đây chân số 3, mình sẽ vẽ luôn cái chân số 2, chân số 3 cho mấy bạn xem ha. Ok. Rồi, như vậy con 7805 này chúng ta có tổng cộng là 3 chân. Như vậy là ở chân số 2 đâu? Chân số 2, chân số 3 đâu? Ở đây là chân số 1 nè các bạn. Ở đây là chân số 1. Rồi chưa? Thì cái chân giữa mình vẽ luôn, chân giữa là chân số 2. Rồi, cái chân bên đây là chân số 3. Đó, cho nên là khi chúng ta học thì chúng ta sẽ thực hành trên một cái bo đang có điện sống luôn, chứ chúng ta không có học trên cái kiểu mà dạy học trên tờ giấy, đúng không? Rồi, chúng ta không có
làm những cái video như vậy. Chúng ta làm những cái video là phải giải quyết được cái vấn đề khách đang cần là cái máy nén đang không chạy, cái bo đang không chạy, làm sao chạy để lấy tiền. Cái này là cái mà chúng ta cần, đúng không? Rồi chúng ta sẽ bật qua chế độ ôm. Rồi ok, như vậy chúng ta sẽ đo cộng trừ. Nếu như bạn có đồng hồ kim thì bạn đo kim, còn nếu như bạn có đồng hồ số thì bạn đo số. Rồi như vậy là chân số, số 2 và số 3, chúng ta sẽ đo số 2 và số 3. Số 2 là chính giữa, số 3 là ngoài bìa. Như vậy chúng ta đo thử xem. Đây, nó chỉ có 20.32 ohm. Và nếu như chúng ta đo chân số 1 với chân số 2 thì nó là kilo ohm. Như vậy các bạn thấy là chân số 2 và chân số 3 là nó bị chậm. Các bạn thấy rõ không? Các bạn hay hỏi mình đó là bắt đầu sửa từ đâu? Đây, mình bắt đầu sửa từ đây. Như vậy thì mình thấy là chân số 2, số 3 nó chậm. Rồi các bạn còn nghi ngờ thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ kim để chúng ta đo thử. Đây đồng hồ kim. Đồng hồ kim thì các bạn có thể để thang nhân 1 cũng được, đúng không? Ok. Rồi, chậm hai que. Rồi chúng ta sẽ đo chân số 2 với chân số 3. Bạn thấy không? Nó lên nè. Rồi, các bạn đổi đầu que. Đây là ôm nha các bạn nha. Nó có 30 ôm thôi. Rồi, đổi đầu que. Đó, đổi qua đổi lại. Bạn thấy không? Nó cũng khoảng 20 mấy ôm, 30 ôm. Đây là một hiện tượng của chậm chạp chân số 2 và chân số 3. Đây là chậm chạp về đường cấp nguồn cho IC. Nhưng mà hiện nay là IC nào chúng ta chưa biết, đúng không? Đây, chậm chạp IC nào chúng ta chưa biết. Giữa hai con IC, một con là IC quạt, một con là IC máy nén, thì chúng ta chưa biết là chúng ta đang bị chạm chập ở đâu. Đây là một cái khó khăn cho mấy bạn. Một số bạn sẽ dùng cái phương pháp là chúng ta sẽ cắt đường mạch. Sẽ cắt đường mạch. Tại vì chúng ta biết rằng nó sẽ ở đây, nó sẽ chia ra hai đường. Ở đây nó sẽ chia ra hai đường. Một đường sẽ chạy tới đây, đúng không? Thì một số bạn sẽ dùng cái con dao cắt mà sẽ cắt cái đường mạch này ra, xem có lên 15V không. Nếu lên 15V thì IC công suất quạt bị chạm. Còn một bạn thứ hai thì họ sẽ dùng cái phương pháp đó là cắt cái đường mạch cho cái máy nén ra, IC công suất máy nén ra. Tại vì họ nói là IC công suất máy nén thì có thể là bị chạm chập nhiều hơn, cho nên họ cắt cho IC công suất ra. Các bạn vô xem like ủng hộ kênh giùm thầy cái nha các bạn nha. Ok. Rồi các bạn có thể là comment ở dưới những cái video nào mà các bạn cần làm, những cái video nào là hướng dẫn những cái bo mạch nào các bạn cần mình làm những cái video hướng dẫn cho các bạn sửa, thì các bạn có thể là comment ở dưới để cho mình biết, để mình sẽ làm những cái video ngày sau này càng sau này nó hay hơn. Những video của mình mong làm ra để giúp đỡ cho những cái bạn mà người sửa chữa. Còn thật tình mình nói với mấy bạn một số vấn đề, có một số bạn á, một số bạn khi mà các bạn hỏi sửa máy á thì có hai phương hướng thôi. Mà một á là các bạn không biết sửa thì các bạn có thể là gửi vô đây, thẳng vô đây cho mình để mình sửa cho mấy bạn. Cái việc thứ hai á, rồi nếu như các bạn sửa không được thì các bạn gửi vô đây. Còn cái việc mà các bạn mà muốn sửa, học sửa thì các bạn phải đi học. Chứ nhiều các bạn có nhiều có những cái ý tưởng rất là lạ, nhiều khi mình nói ra thì nó mất lòng. Bây giờ cái máy của bạn bây giờ nó không chạy, các bạn alo gọi mình cái anh ơi chỉ em sửa cái máy chạy thì làm sao mà chỉ được. Cái đó là thực tế, các bạn mong các bạn hiểu. Tại vì á, để chỉ một cái bạn mà không biết sửa máy, để mà chỉ mà sửa được cái máy thì mình đâu có thời gian để ngồi mấy tiếng đồng hồ để ngồi chỉ nó để làm. Thứ nhất là, thứ hai tôi với bạn không quen, cho nên là những cái đó là các bạn phải thông cảm vấn đề. Các bạn muốn sửa máy thì các bạn cứ thẳng vô đây, còn các bạn muốn học sửa mạch thì các bạn cứ vào đây các bạn học, mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn hết, không có gì khó hết trơn trời. Rồi ok, chúng ta tiếp tục. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có hai khuynh hướng. Một là các bạn sẽ đo ngay chỗ, các bạn sẽ cắt ngay chỗ cái nguồn cấp 15V cho cây quạt ra, 15V cho cây quạt ra. Hai là bạn cắt 15V của thằng máy nén ra. Thì nếu như bạn cắt thằng nào đó ra mà nó dâng lên 15V thì cái thằng đó bị chạm. Thí dụ nha các bạn, thí dụ cái thằng công suất quạt này nó đang chạm 15V, tức là nó đang bị hư 15V. Mà hư 15V. Đó. Nó chạm 15V đi. Khi bạn cắt được mạch này ra thì để cho đây nó sẽ dâng lên 15V cho lại cho bạn đủ. Bạn hiểu cái này không? Cho nên là cái phương pháp này chỉ là phương pháp loại trừ thôi. Thì giống như là cái giống như một cách đơn giản thôi, đơn giản các bạn hình dung như nè. Cái CB tổng của nhà bạn đó, cái CB tổng của nhà bạn. Bạn cấp cho 2 tầng đúng không? Bạn cấp cho 2 tầng, một tầng thứ tầng dưới thì tầng trên đúng không? Tầng dưới và tầng trên. Đó, tầng dưới và tầng trên. Đó, tầng dưới và tầng trên. Rồi chưa? Rồi, bây giờ cái CB tổng của nhà bạn nó bị nhảy thì bây giờ bạn chỉ đơn giản thôi, bạn cắt CB tầng này ra. Rồi bạn đóng CB coi nó nhảy không? Nếu như bạn cắt CB này, bạn đóng CB này mà nó điện có trên tầng trên thì
tầng dưới bằng bị chạm. Cái này chẳng qua là điện gia dụng thôi, mà nó áp dụng bên bên điện tử này chút xíu thôi chứ cũng không có gì khó. Như cái khó của các bạn là các bạn lần cái đường mạch nè, đây 15V bắt đầu nó chạy đâu, 15V nó sẽ chạy lên đây, các bạn thấy không, nó sẽ chạy. Bây giờ chúng ta sẽ gỡ hai miếng nhôm này ra để hướng dẫn cho các bạn cái đường mạch đó đi ha. Rồi chúng ta sẽ gỡ miếng nhôm ra. Các bạn đang xem live là ủng hộ kênh giùm mình nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn nha. Ok. Rồi chúng ta sẽ mở miếng nhôm ra để hướng dẫn cho các bạn cái đường mạch nó đi. À, để các bạn có thể sửa máy ha. Đơn giản thôi, không phức tạp vấn đề. Mình bật qua trên YouTube cái nha các bạn. Chờ mình xíu nha. Rồi như vậy thì khi mà chúng ta mở cái con ốc ra cho của cái miếng nhôm ra, rồi chúng ta mở hai miếng nhôm ra, chúng ta mở hai miếng nhôm ra, chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ, các bạn nhớ là cái miếng nhôm này có miếng keo, các bạn cố gắng giữ miếng keo đừng có dơ để chúng ta khỏi phải lấy miếng keo lại. Như vậy các bạn thấy là 15V là của con 7805 này, nó sẽ 7815 này nó sẽ chia ra đâu đây, chúng ta sẽ dò thử nha. Dò thử. Chúng ta nhấn nút mở. Đây. 15V thì khi mà các bạn làm quen thì các bạn sẽ dò mạch nó sẽ nhanh. Như vậy thì chúng ta sẽ dò ngay chỗ 7815 này, 15V chạy ra một đường. Đây các bạn thấy không? Chạy một đường. Hoặc là các bạn có thể dùng cái một cái đèn các bạn soi. Chào bạn Thắng. Các bạn có thể soi đây. Rồi tùy bạn ha, bạn muốn làm sao bạn làm, miễn sao mà bạn thấy được cái đường mạch đó. Thì các bạn sẽ thấy là cái đường mạch khi mà các bạn soi như vậy các bạn thấy được đường mạch không? Mình sẽ tắt những cái đèn đi cho các bạn bớt. Đây các bạn thấy đường mạch. Nó chói quá ha. Nó chói quá ha. Okay. Rồi, nó hơi chói để mình cho nó qua. Rồi, như vậy thì các bạn sẽ thấy là cái đường mạch đó đây nó sẽ chạy đây. Nó chạy nó cấp cho IC quạt một phần. Đây các bạn thấy không? Đó. Mình tắt đèn đi. Tắt đèn đi thì sợ mấy bạn không thấy. Đó, chạy đây. Đây là đường cấp cho IC quạt. Như vậy là nó chạy ở chân bìa, chạy vô chân thứ hai, đây là đường cấp nguồn cho IC quạt. Và tiếp tục là 7815 nó sẽ chạy tiếp qua bên thằng bên đây. Đó, các bạn thấy đường mạch nó chạy không? Đây này các bạn. Nó chạy đây. Chạy dọc xuống đây, chạy qua đây. Như vậy mình sẽ lấy cái viết mình vẽ ra cho mấy bạn xem luôn. 7815 sẽ cấp cho một số đường này. Cấp tới chân này nha. Dạ, 7815
15 thì cấp tiếp tục ở đâu đây, chúng ta sẽ xem. À, cái này chẳng qua là chúng ta dò đường mạch thôi chứ cũng không có gì gọi là hay ho các bạn nha. Đó. Được chưa các bạn? Đó, đây là những cái đường mạch mà khi mà chúng ta dò ra. Rồi, như vậy thì có hai đường mạch 15V cấp điện cho, một phần là cấp điện cho phần IC công suất, một phần thứ hai là cấp điện cho IC quạt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm. Bây giờ đối với cái đồng hồ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cách nhanh gọn lẹ. Đối với cái đồng hồ Lux. Bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể mua đồng hồ Lux. Còn nếu như bạn nào không có điều kiện thì chúng ta xài đồng hồ thường, rồi chúng ta sẽ đắt được mạch. Rồi ok, đồng hồ Lux có một chức năng, đó là chức năng Delta. Chức năng Delta có nghĩa là gì? Các bạn đầu tiên là các bạn phải chọt hai que lại với nhau vì một điểm chết rồi. Vì một điểm. Thì lúc đó bạn sẽ chỉnh chức năng Delta. Bạn nóng menu. Rồi bạn nhấn nút chữ reel nè các bạn ha, chữ reel, nhấn nút chữ reel. Thì cái nút chữ reel có nghĩa là gì? Tức là khi mà hai que chúng ta chập lại thì đồng hồ sẽ đo được nội trở ôm của sợi dây đo. Thì nó sẽ chúng ta đo được trong cái lúc này á. Pin hết ha, hết pin. Các bạn chờ mình xíu nha. Để mình không có pin mình gắn lên cái. Bây giờ hình như là rồi, các bạn chờ mình chút xíu, mình thay mấy cục pin cái. Chờ mình xíu nha. Chờ mình xíu nha mấy bạn.